7799 anh đợi em làm gì. Yeah.
của hai người vị khách của chúng ta đăng ký ở đây, không còn ai nữa. Có ai giơ tay không ạ? Giơ tay chúng ta sẽ lên thẳng sân khấu ở đây. Ánh sáng sáng nhất ở đây. Vâng, có ai không ạ? Nghĩa ơi. Vâng, chúng ta em ghim vào cái tờ cô Huệ Chu. Cái đơn này ghim. Các khán giả nhí ai hát không? Đâu ạ? Dơ tay cao lên. Ôi, em ơi. Nhưng okay. Mà xin mời em bé lên đây. Một đơn của anh Hùng là khác mà. Một đơn của anh Hùng là cô bé này Ô Long Tranh Vàng Xả mà. À cái đây là của anh Quỳnh Anh à? Quỳnh Anh à? Cô bé này là U bao nhiêu? Đơn này của anh Long. À mang về à? Còn một đơn Ô Long Tranh Vàng Xả nữa mà. Đây của anh ấy mang về là cho anh từ đôi. Không, đây là hai cái này của anh Long. Em mang túi đôi ra đây để anh mang về. Wow. Còn đơn này là của anh ấy là Hùng ở đây. Một người xin chào tay cho cô bé 10 tuổi ạ. Quỳnh Anh, vâng. Đây đây đây. Mở lời điện thoại. Lấy đi mở. Đây đây, đánh nó. Phát ra. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Giờ lúc đi cùng.
chúc mọi người ngủ ngon ạ. Vâng, cảm ơn mọi người rất nhiều đến chung vui với chúng ta ngày hôm nay. Em quên mất, mọi người quên đừng ủng hộ, à đừng quên ủng hộ bọn em, đừng quên ủng hộ bọn em vào những buổi ca nhạc sắp tới ạ. Vâng. Chỉ thấy ai một mình một mâm không? Ủa? Đấy. Đang ngồi ăn như trời vậy. Ơi. Thế Châu ăn xong đó chị. Trời đánh chánh miếng anh. Trời đánh anh với Châu ăn xong đó chị. Con này cứ ngồi ăn đi. Cậu ủng hộ. Chị ấy quay nhìn một mình này. Dạ. Hả? Đứng nhìn cho bay á. Anh con ra kia quay con trang hát bài này. Hay. Bài gì ấy? Có nháy của chị Phương. Mày
đi em đi. Điên à? Quay mic vào ấy nhá, đứng sát mic vào ấy. Chơi đúng không? Thì chơi đúng không? Có quay đây. Xong rồi. Em gì rồi?
nào. Đê. Thằng gió, em nó thuộc mà. Thằng Nghĩa bảo cho em nó ha. Hôm nay vui nhưng mà mọi người có vẻ về sớm chị nhỉ? Ừ, về sớm. Mai chủ nhật mà. Bọn em thank you.
Bà Phận không? Đóng gió gì đấy? Bà Phận kìa, bà Phận, bà Phận. Đánh cho em bài bà Phận. Thế đánh theo tông của em ý. Nó hát thủ mà bằng lầu. Bà Phận vừa rồi. Hồng Nhan. Bắt đầu. Đường ơi. Đúng rồi em, Nghĩa con nhà cậu Lưu đây em.